Xương rồng ba cạnh nhé bạn nhé. Các cái cây xương rồng này ấy, thì là nhà mình ấy, là ở đây ấy, mọi người hay đến xin. Còn ở đây thì là nhà mình trồng ra rất nhiều và bán, nhưng mà mọi người hay đến xin để về để làm chữa bệnh đau lưng. Cái mà nhà mình hay làm là như này: nung một cái viên gạch thật nóng đỏ, sau đó thì cho ít muối lên và thái cái lá của cái cây này ra, đặt lên đấy, xong rồi phủ lên một vài cái lớp vải thật là dày để cho nó giảm bớt nóng, đặt xuống dưới nền gạch đặt xuống nền gạch, xong rồi chúng ta nằm lên để cho cái lưng, cái chỗ phần đau tiếp giáp với cả cái viên gạch nóng mà có muối với cả có cái lá của cái cây xương rồng ba cạnh này. Nhà mình có rất nhiều cây xương rồng ba cạnh này, các bạn có nhu cầu mua để chữa bệnh giảm đau thì vui lòng liên hệ nhé. Còn thực tế là như này, mình nói rất chân tình là nhà mình bán cây thôi, cây này nó có tác dụng như thế, và thực tế là bản thân mình cũng đã làm qua và thấy nó cũng có hiệu nghiệm. Nhưng mà để chữa bệnh nó có khỏi hay không và cách chữa mọi thứ như thế nào thì các bạn phải tìm hiểu bác sĩ hoặc tìm hiểu mọi thứ ở những nguồn thông tin chính thống nhé. Còn ở đây thì mình chỉ có bán cái cây này thôi, có rất nhiều loại thì lại từ cái cây bé này đến các cây to như này. Các bạn có nhu cầu thì alo cho mình nhá. Cây xương rồng ba cạnh ạ, 0977973535 bạn nhá. Ngoài các cây xương rồng ba cạnh mà bé bé ở dưới, lúc nãy các bạn vừa nhìn thì ở đây có một loạt các cái chậu xương rồng ba cạnh rất là to, rất là đẹp. Thứ nhất là mình có thể mua về để mình chữa bệnh, hai nữa là mình làm cảnh và nhân giống cho mọi người xung quanh ạ. Các bạn có nhu cầu mua các cái chậu xương rồng mà tuyệt đẹp như thế này thì vui lòng alo ạ, 0977973535 bạn nhá.